much better than letting money sit in the bank, okay? Guaranteed. Biết làm sao mà mấy đứa nhỏ mà nó có đủ tiền đa. Yes, yeah. Cho thuê đó, cô đang lên cho chi một cái là có multiple bid để mà cho lease. Sẽ làm một cái financial district downtown, chính xác luôn. Hoàng Anh xin thân ái kính chào gặp lại quý vị trong chương trình Cà phê with Culture và chuỗi series Bất động sản. Thưa quý vị, chúng ta đang bước vào mùa xuân ở Canada, cũng là một mùa rất là sôi động của tình hình bất động sản. Chính vì vậy cho nên rất là nhiều dự án đang nổi lên ở khắp nơi trong khu vực GTA cũng như những cái khu vực mà đang rất là phát triển. Vì vậy nên hôm nay Hoàng Anh xin mời quý vị cùng Hoàng Anh lại khám phá thêm một dự án bất động sản rất là tiềm năng, nhưng mà chúng ta sẽ hướng về phía Bắc, tức là thành phố Vaughan mà đang rất là phát triển. Và chúng ta sẽ gặp một gương mặt lần đầu tiên xuất hiện trên Culture Channel của chúng ta. Hoàng Anh đang đứng tại Sales Center rồi nào quý vị. Và chúng ta sẽ gặp gỡ Vivian Choi, là một Real Estate Agent. Cô cũng là Platinum Agent và sẽ là người dẫn dắt Hoàng Anh cũng như quý vị khám phá một dự án hứa hẹn sẽ tiềm năng ở trung tâm đô thị của thành phố Vaughan. Trung tâm đô thị Vaughan, VMC, được xây dựng là trung tâm thành phố mới của thành phố Vaughan, với tầm nhìn sẽ là một trung tâm đô thị sôi động, hiện đại cho người dân và doanh nghiệp, cung cấp tất cả các tiện nghi của lối sống đô thị như các tòa cao ốc văn phòng đa năng, nhà ở, lối đi tàu điện ngầm, không gian xanh, quảng trường đô thị, khu mua sắm và nhà hàng cũng như đường đi bộ và đi xe đạp. Các tập đoàn lớn và hàng nghìn cư dân mới đang chọn trung tâm đô thị Vaughan vì đây là sự cân bằng hoàn hảo giữa trung tâm thành phố Toronto và vùng đại đô thị Toronto. Trung tâm đô thị Vaughan có vị trí ngay tại giao lộ của Highway 400 và 407 và khu vực này đang phát triển nhanh hơn dự kiến. Khu vực này định hướng phát triển là nơi thân thiện với người đi bộ, nhiều công viên, những con phố nhỏ và cảnh quan đường phố cho người đi bộ. Đây cũng sẽ là khu vực thuận tiện giao thông, dễ dàng di chuyển bằng các phương tiện công cộng, xe hơi, xe đạp và các phương tiện khác. Có tiêu chuẩn kiến trúc cao, tổng hợp đa dạng kiến trúc cho nhà ở, văn phòng và thương mại với giá cả phải chăng. Thành phố Vaughan định hướng khu vực này sẽ có 12.000 đơn vị nhà ở, 1.5 triệu square feet cho mục đích văn phòng và thương mại và 750.000 square feet cho mục đích bán lẻ vào năm 2031. Hi Vivian! Hi Hoàng Anh! Chờ lâu không? Không biết chờ lâu, mình mới làm cho Hoàng Anh ghi cà phê. Oh, thank you! Vivian, chào quý khán giả của Culture. Xin chào quý vị khán giả của Culture Channel. Mình là Vivian Choi từ bên Century 21 Connect Realty và team của mình là Platinum Agent cho những dự án trong Toronto. Hôm nay Vivian cho Hoàng Anh với lại khán giả xem dự án nào nè. Hôm nay Vivian muốn giới thiệu Hoàng Anh và quý vị khán giả một cái dự án nằm ở trong Downtown Vaughan và trong một cái Master Plan Community. Wow. Dự án được gọi là Grand Festival. Anh Vivian muốn show Hoàng Anh đó là những cái tiện ích ở trong khu vực nó như thế nào, thì đây là cũng là một trong những cái tiện ích của một cái master plan đó. Thì cái này là một cái bờ hồ để mà mọi người có thể kayaking hoặc là the canoe, music by the water. Cũng sẽ có một cái chợ ở ngoài trời, farmers market, để mọi người mua những cái thức ăn, đồ ăn mà fresh. Yes. Và trong đây cũng có chỗ play volleyball, chỗ play basketball, một cái soccer field lớn để cho ai đó chơi soccer thì có thể vào. Và cộng với đó thì có một cái trail khoảng 17 kilometers. Mọi người ai mà muốn nếu mình muốn đi bộ hay là biking around để mà thể thao thêm. Ở đây thì Vivian muốn nói chút về bên Menkes Development đó, là đây là những cái dự án mà họ đã xây rồi. Harbour Plaza, Four Seasons Hotel and Residence and 25 York là những cái khu vực nổi tiếng và condo nổi tiếng đã xây xong. Giá cả của mấy cái condo ở đây thì rất là cao và cũng dễ cho mướn, dễ cho thuê, dễ bán lại. Và lúc mà bán lại hoặc thuê đi thì cũng giá cũng cao hơn những cái condo xung quanh. Còn ở đây Sugar Wharf là hiện giờ đang xây ở gần Sugar Beach,
Harbourfront. Đây cũng là một cái dự án là rất là hot hồi 2018. Và họ cũng có build mid-rise và low-rise như Pears on the Avenue, the Enclave of Upper Canada và những cái thương mại khác nữa. Và đây là cái nguyên cái master plan community 160 acres từ Highway 407 đến Highway 7 và kế bên chain đến Commerce, khoảng gần Highway 400. Wow, nguyên cái block này hết. Dạ, nguyên cái block đó luôn. Thì bên đây đó là cái Mobilio project đã ra khoảng 2 năm trước. Ở đây là khu vực của townhouse và mid-rise condos. Họ đã đang xây đó hả? Họ đang xây. Và phần này là cái IKEA. Nếu mà mọi người đi ngang qua đây thì sẽ biết được IKEA, khu vực Vaughan. Và cái này á, là cái bờ hồ mà sắp sửa sẽ xây lên. Hồi nãy Vivian có mention đó. Yeah. Và ở đây cũng có rất là nhiều cơ sở thương mại, offices để mà mọi người đi làm. Thì đây cũng sẽ là một cái financial district downtown chính xác luôn. Cái building của mình là ngay cái màu xanh đó. Mỗi phần bên đây đó là có tổng cộng 1.200 units. Cái Grand Festival, là 1.200 units. Nó tới hai cái building hả? Dạ, hai cái building, một cái 47 lầu, một cái là 61. Và ở dưới đây nè, là cũng rất là gần bên subway station của VMC. Từ đây là ngay cái interchange way và Highway 7 rồi. Đi bộ qua khoảng 3 phút là tới nó. Cho nên những người ai ở đây thì có thể đi bộ qua. Thì hiện tại là mình đang trong cái phần scale model để mà mình có thể thấy những cái tiện ích cho dễ dàng hơn. Thì ở trong đây đó là có 4 cái towers xây chung với nhau. Và 4 cái tower này sẽ share mấy cái amenities để mà keep cái phí condo nó thấp hơn chút xíu. Ở dưới đây đó thì mình sẽ có bên phía ngoài nha, là sẽ có chỗ chơi cho con nít, cái playground, sẽ có retail space, cafe, restaurants ở đây và một khu vực để cho mọi người nghỉ ngơi ở ngoài trời. Và đây là một cái supermarket ở dưới, 25.000 square feet, grand commercial gym ở đây, rooftop terrace, sẽ có fire pit, barbecue để mọi người có thể nấu nướng ở ngoài trời. Và cái tiện ích ở đây cũng là có indoor and outdoor theater, cái phòng coi phim để cho những ai mà thích coi phim đó có thể là coi ở ngoài trời lúc mà ấm áp hoặc là coi ở phía trong. Và những ai mà mê âm nhạc thì có phòng để mà tập âm nhạc để cho nó không bị ồn ào ảnh hưởng những ai khác. Cũng có là kids playroom để cho con nít lúc mà muốn công nó không ra ngoài chơi được thì ít nhất là có cái phòng để cho họ thư giãn ở trong đó, chạy nhảy và chơi. Security thì 24 hour security. Và những cái parcel mình nhận được từ Amazon thì bên security cũng sẽ giữ giùm cho mình. Nên là đúng phần đó. Và cũng có sẽ có guest suite. Thí dụ mà mình mua một cái condo, một unit, one bedroom đi, và sau này có ba mẹ hay là người thân từ nước khác vào chơi, tại vì họ sẽ phải mướn một cái hotel, thì họ có thể mướn cái guest suite để mà họ ở đó. Thì cái đó thì sẽ rẻ hơn để mà thuê hotel ở ngoài, và họ có thể dùng những cái amenities trong đây luôn. Có pool trong đây nữa, indoor swimming pool. Nếu mà những ai tài thích bơi, cũng có party room. Nếu mà muốn tổ chức một cái buổi tiệc hay gì đó thì không phải mời khách vào nhà, mình có thể mượn cái party room để mà hỗ trợ phần đó. Thì bên đây đó là hiện tại là mọi thứ được sẽ built in đa số. Ở đây mình có built in dishwasher, sink, soft closing cabinets. Mình đập mạnh thì nó cũng không make noise. Stove. Cái oven phía này, mình thấy cái backsplash này là engineer quartz backsplash. Mọi thứ đây đều là standard hết. Không có cần thiết phải vào mà upgrade thêm, tại vì nó đã thật sự là đẹp rồi. Tức là mình vô là như cái này là cái standard, nó không rồi. Như vậy luôn, nó đến như vậy luôn. Và mọi người có thể chọn cái tông màu khác nhau. Thí dụ nó có 4 tông màu để mình chọn lựa. Thì Hoàng Anh ở đây là 4 cái tông màu mà mọi người có thể chọn, từ tông đậm cho tới tông lợt nhất. Thì bên đây đó thì Hoàng Anh có thể thấy là những cái quality của nó rất là được tốt. Menkes làm những cái materials của họ, họ không có cheap về mấy cái phần đó. Về cái tên tuổi của họ, họ cũng muốn giữ. Và đối với những ai đó mà lười để mà dọn dẹp hay lau chùi đó, thì những cái màu
tối nay sẽ rất là hợp. Nhưng mà để mà cho sáng sủa căn nhà nhìn thấy rộng rãi hơn và sau này dễ thuê hoặc bán đó, thì nên chọn những cái tông nào mà timeless chút xíu, như là cái nude hoặc là cái màu trắng đó. Thì nó sẽ, mọi người sẽ dễ thích hơn. Tức là cái màu sáng thì lại dễ bán hơn. Đúng rồi. Làm cho mọi thứ nó đẹp ra mà dễ lên màu. Sáng sủa hơn, nhìn nó chắc rộng rãi hơn ha. Dạ. Chào quý vị khán giả, thì bây giờ mình sẽ có một interview với lại chủ tịch của Cornerstone Marketing Realty, Jonathan Chang. Và bên Cornerstone là đại diện cho những cái project của Menkes từ khắp mấy năm nay. So Johnson, what it is about the Vietnamese community that you, why you want to reach out for this? Well, it is, Vietnamese community have been a very integral part of the growth of Vaughn. For Menkes and Quite Real, when we embark on this journey to create this brand new community, we definitely want the entire reflection of what has been happening in Vaughan. Let's not forget, this will be the new downtown. This will be the downtown for not just the core district Vaughan, but Woodbridge, all the other neighboring municipalities. This will be the central focal point. No longer would the Vaughntonians need to go to downtown. This is their new downtown. They have a place of their own, a place of vibrancy. Now, when the dream is so big, it would be such a misstep if we don't really go and examine what is actually happening in this great fabric that we call Vaughan. I mean, the Vaughan Metropolitan Center is meant to be the collection of all the energies that is part of Vaughan. And then that's why we were so delighted to have you here today in this discovery to allow your clients, your readership, your audience to discover this whole big vision. This is something that will take 10 years to unfold. And in the years to come, you guys will see and witness all the things that we're talking about, and it'll slowly unfold. And whether you embrace it right now or later on, you will see it happening. And we want the Vietnamese community to feel that togetherness, that identity. That this is part of us. This is part of everything. There will be Vietnamese shops here. There will be all these various things, because this is a reflection of all the things that's happening. And this is not a Toronto downtown. This is the Vaughan Metropolitan Center, for the people, by the people. And that's why it's so important. Very exciting to have this opportunity to bring this great news. And in the years to come, we'll be sitting here next year, the year after, and we'll have the same discussions, reviewing all the changes, all the things that is taking shape, and we'll keep unfolding, and we'll keep on sharing with you guys the new things that's coming on board. So those are all exciting news. You know, it's absolutely right. How often do you, in your whole lifetime of investment horizon, can you buy a piece of a new downtown? This is something monumental. People waited for many years to say, I have cleaned off the slate, start from scratch. This is where we're at. Here, there's no movement up, but it's moving in. People are here already. People are calling this place home. And I think Vaughan is more than just Wonderland. Vaughan is more than just Vaughan Mills. Vaughan is actually a collection of a lot of interesting things that's happening. And this VMC, and more importantly, sub-VMC, is the gathering, the focal point of all these exciting energies. Well, that's wonderful. That sounds really great. So Johnson, about the master plan community, what it is so special about being in a master plan that is worth buying or getting into? The whole essence, and a lot of you guys may have heard, master plan development, you make money. And but why? How do you actually make money? Well, the reality is that in GTA, and you have seen it in real estate, no matter where you buy, because of, we have over a million people coming into Canada in the next 3 years, and over 350,000 will come to the GTA alone. So there's a huge demand. So basically, you can buy real estate anywhere and make money. But for your clients, for those who are listening to this, you actually want more. I mean, that's basic.
Everybody wants more. So when you invest in multi-phase master plan development, you earn more. There's more appreciation. But how is that being done? It's what we call the compounding community effect. What that means is that you buy into a single project, everything's built up beside you. So you will enjoy the natural growth that is experienced across the GTA, call it 8%, 9%, that we've been tracking, which is very good. It's much better than letting money sit in the bank, okay? Guaranteed. But what is really important is that when you have a master plan development that takes over years, it's not just 1 or 2 years, and we're on a 10 to 15 year cycle, the compounding fact is that all the parks, all the trails, the school, all the things that we call the neighborhood amenity. Think about it. Does the builder sell those things? No. Do I sell my man-made lake? Do I sell the pathway system? No. Do I sell the school? No. All those are what we call windfall. Mm-hmm. You don't pay for it. The builder, the master plan developer, they pay for it, but you get to enjoy it. So when you invest early, you're having more of this compounding effect. You buy early, you let your investment grow at the natural rate across GTA, and you also earn the compounding as the developer keeps adding more of these things. At the end of the day, when all these things are added to it, it makes the community more desirable. Not only for your community, but for the entire population who calls Vaughan a very nice place to live. And think about it. Where else in GTA do you find all the things that you want? You have, yes, Wonderland. Yes, you have shopping. Yes, you have big, very nice shopping malls. And you also have infrastructure. And you also have a lot of green space. You're transit oriented, you have transit, you have highways, you have everything. Actually, in GTA, there's not a lot of communities that have all these things, but yet it also has the foundation of a very well knit together community, very strong. It's not fragmented. Here is something very dynamic. And for that reason, in the master plan, when you invest, you're getting that compounding and more people want to come into this new downtown, the new era of downtown. And that's why, that's the compound. That's how you make money in the master plan. You make money in real estate, and you have your own personal investments, you have your own personal investments, and we all make money. But then here, you can enjoy more. That is the attractiveness of this. Makes a lot of sense. Yeah. Các bạn ơi, chúng ta đang đứng ngay tại cái mảnh đất, cái site mà sẽ xây cái building Grand Festival mà nãy Vivian show cho mình xem đó, đúng không Vivian? Dạ đúng rồi, thì đây là mảnh đất nguyên 160 acre là Mankis đã mua. Thì từ đây, từ Highway 7 đi xuống tuốt gần 407 luôn. Và từ bên Commerce trở qua thì ở bên phía này á là sẽ là Grand Festival với Festival 4 tòa. 4 tòa ngay đây luôn. Và ở bên phía bên đường kia là cái VMC, thì nó sẽ có cái entrance ở bên phía VMC này. VMC là nguyên ngay Vaughan Metro Coliseum. Dạ đúng rồi, là cái đó là cũng là một trạm subway từ Line 1, là cái trạm cuối cùng của Line 1. Và những người mà ở trong Grand Festival đó, nếu mà đi bộ tới subway thì chỉ có 3 phút thôi. 3 phút dạ, thôi? Nhất là buổi nếu mà mùa đông đó, có ai cần dùng subway thì xuống một cái là tới liền, chứ không cần phải đợi xe bus hay là gì đó, hay đi bộ ngoài quá lâu. Vậy cũng là một cái tiện lợi ha. Vì bên ở đây là mình đi downtown Toronto cũng tiện đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì ở đây thì rất là gần Highway 400 với 407. Thì 400 thì đi xuống thẳng là 401. Rồi từ đó mình có thể kết nối với những highway khác. Còn nếu mà lấy subway đó thì về VMC là top của Line 1 rồi. Cho nên chỉ có cần ngồi vào xe subway và đi thẳng xuống cho tới Union Station luôn, chứ không cần phải là chuyển xe. Và đi tới York University là rất là gần. Dạ, York University chỉ có khoảng 6 phút subway thôi là đến My Pioneer Village rồi. Ở đây là cũng gần Shopping Vaughan Mills nè quý vị. Dạ, yeah, Shopping Vaughan Mills, Wonderland, IKEA cũng gần đây, Walmart thì bên phía đó. Và sau này thì ở dưới đây cũng sẽ có rất là nhiều nhà hàng và quán cà phê, chỗ shopping, những cái park và
ở dưới Grand Festival luôn, thì hồi nãy Vivian mentioned là sẽ có một cái supermarket lớn để cho những ai mà ở gần ở trong cái khu vực này đó thì có thể xuống dưới đó để mà đi chợ, khỏi phải đi xa. Thì mọi thứ gần đây thì chỉ có là đi bộ thôi, không cần phải dùng đến xe nữa, rất là tiện lợi. Vivian neighborhood ở đây như thế nào ha? Ở đây là đa số người Ý với lại Việt mình thì cũng nhiều. Người Việt mình lên đây khá nhiều đó. Đúng rồi, bạn Hoàng Anh trên đây cũng nhiều. Hồi đó thì bên đây đất nó rất là rẻ, thì bây giờ thì lên khá cao. Một cái detached thì cũng khoảng 1.3 triệu. Giá trung bình 1.3 triệu. Dạ, giá trung bình 1.3 triệu. Còn giá trung bình cho semi thì khoảng 1.1 triệu. Còn townhouse freehold thì trung bình dưới 1 triệu, khoảng 900 mấy. Còn condo thì sao? Còn condo thì hơi cách xa về một chút. Hai phòng ngủ khoảng 650. Một phòng ngủ plus den thì khoảng 508. Còn one bedroom thì khoảng low 500. Như vậy thì so với cái Grand Festival này của mình thì như thế nào? So với Grand Festival này thì giá họ rẻ hơn, tại vì cái đó là người mua đó thì họ bán là vì lý do riêng của họ. Cho nên sẽ affect cái market chút xíu. Thì ở đây được cái là tiện lợi, rất là gần subway, cho nên cái giá nó sẽ cao hơn. Và sau này lúc bán lại thì nó cũng sẽ được bán cao hơn so với những cái xa, cái subway hơn. Còn tiềm năng mình cho mướn ra như thế nào đi? Tiềm năng cho mướn cũng khá cao trước COVID. Hiện tại vì COVID cho nên cái những cái rental market khắp GTA nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và trước COVID đó thì một phòng ngủ plus 10 giá cho thuê khoảng 2.200. Thì cô bạn của Vivian làm trong CIBC cũng mua vài căn hộ ở đây. Và lúc mà cô nói là cho thuê đó, cô đăng lên cho chi một cái là có multiple bid để mà cho list. Thì nói chung là list ra rất là dễ, tại vì cái nhu cầu cũng khá cao. Và nhiều người làm ở đây thì họ cũng muốn có chỗ thuê, có chỗ mướn, nhưng mà họ chưa có afford được. Thì hai phòng lên tới 2.000. 2.000 thì hai phòng thì lên đến khoảng 2.600 cho đến 2.800 tùy diện tích của căn hộ đó. Giá nó cũng được hả? Như vậy thì mình có nên đầu tư vô mấy cái pre-construction này không hả? Pre-construction là mua dự án tương lai đó quý vị. Cái việc đầu tư đó thì cho pre-construction thì rất là hợp cho những ai mà chưa có thể lấy mortgage hiện giờ, như là những bậc cha mẹ muốn mua cho con cái sau này, để mà họ sau này lúc mà họ xong công việc, xong việc học hành chứ, hoặc là có job thì lúc đó thì họ sẽ có thể tự lấy mortgage để mà ấy vào. Nhưng mà mình không muốn họ đợi đến lúc sau đợt này mới mua, thì cái lúc đó giá nó lại lên quá cao, sẽ không afford được nữa. Và cũng có rất là nhiều investors thay vì bỏ tiền trong ngân hàng, và họ đã có nhà của họ rồi, thay vì để tiền trong ngân hàng không được lãi nhiều, thì bỏ vào những cái pre-construction này đó, nó sẽ lên nhiều hơn, có giá trị hơn, lời nhiều, và không có phải lo về cái vấn đề thuê cho hiện tại trong cái market này. Đúng rồi, nãy Vivian nói là mình cho tương lai cho con mình ha, tại vì như sau này mình cũng không biết làm sao mà mấy đứa nhỏ là nó có đủ tiền đa. Với lại cái deposit mà builder cho mình nó rải ra cũng thoải mái không Vivian? Dạ đúng rồi, ở mỗi cái deposit cho mỗi dự án nó sẽ khác nhau, nhưng cái tốt ở bên festival này thì nó được rải ra trong vòng 3 năm. Thì trong năm nay là 2021 thì trả 10%. Rồi trong 2022 thì thêm 5%, 2023 5% nữa. Rồi 2024 không làm gì hết cho đến 2025, lúc mà dự án xây xong rồi thì bắt đầu lấy mortgage vào. À, dự án là xây xong thì tổng cộng 20%. Vì khi nào là bắt đầu mình phải đăng ký mua rồi ha? Hiện giờ đăng ký nên sớm, tại vì đã bắt đầu bán rồi. Vậy à. Như vậy là quý vị nào mà chúng ta có suy nghĩ thích cái thành phố Vaughan này, hay là muốn suy nghĩ tới và đầu tư một dự án nào đó tiềm năng, thì chúng ta cũng phải suy nghĩ nhanh rồi đó. Đây cũng là một cái lựa chọn ha. Dạ đúng. Để mình suy nghĩ. Ngoài cái mấy cái pre-construction này á, mình có nên lưu ý gì nữa không Vivian? Nên lưu ý là có assignment hay không. Và cái condo này thì được assign.
những cái plan của mình thay đổi thì có thể, hoặc là không lấy được mortgage thì lúc đó là có thể bán đi cho người khác. Vì anh hồi nãy Vinh nhắc mấy cái giá nhà trung bình nó như vậy thì cái tiềm năng mà nó tăng như thế nào ở cái khu vực này? Tiềm năng khu vực này đó thì nói về pre-construction thì khoảng nó thọ tăng 10%. 10% mỗi năm. Mỗi năm cho condo á. Cho condo. Còn nhà thì mọi thứ nó hơi khác hiện giờ. Cái tình hình Covid này nó cũng nó tăng, thấy chóng mặt hả? Dạ đúng rồi. Và mỗi tuần là đều khác nhau, cho nên ai mà làm resale đó thì tụi em phải xem tình hình mỗi tuần chứ không có compare mỗi tháng được nữa. Tại vì có vài khu vực, vài pocket trong GTA, trong Vaughan cũng vậy, nó đã slow down. Vài khu vực thì vẫn còn đang rất là hot. Builder này là builder lớn hả? Vivian là có nhiều cái dự án đúng không? Dạ đúng rồi. Builder này thì đã xây rất là nhiều phần thương mại và residential condos. Nhất là những cái mà để nhiều người nhớ tới nhất đó là cái khu vực Young with Shepherd. Thì Young with Shepherd thì đa số hình như là những du học sinh hoặc là những người mới qua sẽ quen biết, tại vì hỏi bu về đó để mà karaoke, đồ ăn Hàn Quốc. Thì hồi đó ở đó là nó cũng sơ sát như vậy đó, chưa quy hoạch gì, chỉ có vài cái building thôi. Và từ lúc North York City Center Subway Station mở ra, lúc đó Menkes mới xây một cái khu vực thương mại và residential cũng như cái này bây giờ như vậy, để cho người dân ở đó được được thoải mái ở. Và từ từ là cái khu vực đó nó cũng grow và Menkes xây rất là nhiều tòa ở trong dãy đường Young with Shepherd luôn. Cũng nhiều building lớn ha, và sắp tới là sẽ cũng có thêm những dự án như vậy. Dạ đúng rồi, thì Menkes sẽ có những cái dự án sẽ xây commercial thương mại và thêm vài cái tòa khác nhau nữa. Ở phần dưới đây gần IKEA thì Menkes hiện giờ đang xây cái mobile townhouse với lại condo mid-rise. Vivian là một platinum agent ha, là theo anh biết thì Vivian với lại nhóm của đội ngũ của Vivian là có access, tức là tiếp cận được tới 90% dự án ở trong tỉnh Ontario. Dạ đúng. Như vậy là Vivian có thể giải thích thêm là có quyền lợi gì? Dạ thì platinum access là sao, là được developer cho phép bán trước khi mà cho những agent khác. Thì cái quyền lợi tốt của những người khách mua đó thì là được cái bảng giá thấp nhất lúc mà giá đang thấp, thì mỗi lần được đưa ra cho tới VIP agent là cái đợt sau đi thì giá nó sẽ tăng khoảng 30-50 ngàn. Và những ai mà muốn đầu tư mà mua lúc mà giá thấp thì nên vào trong lúc platinum access, không thôi là đợi đến VIP thì lúc đó là nhiều cái unit tốt là đã được bán cho xong rồi. Dạ. Và giá thì nó có thể khác nhau. Giá khác nhau nhiều, 30-50 ngàn. Wow, khác nhiều vậy ha. Wow. Rất là cảm ơn Vivian đã cho Hoàng Anh cũng như là quý khán giả hôm nay chúng ta được xem một vòng cũng khám phá thành phố Vaughan đang rất là phát triển, cũng như là một dự án rất là tiềm năng, rất là hot. Cảm ơn Vivian. Dạ, cảm ơn chị Hoàng Anh, chị Thiên và cảm ơn khán giả. Nếu mà có thắc mắc gì về những cái dự án trong Toronto, GTA hoặc là trong Ontario thì có thể liên lạc Vivian ở số 647-937-9689. Và Vivian cũng hay có trên Facebook và post những dự án mới trước khi nó ra và cũng có những thông tin về địa ốc. Thì nếu mà được thì nếu mà ai quan tâm xin mời follow Vivian ở trên Facebook. Một lần nữa Hoàng cũng xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian cùng Hoàng Anh hôm nay chúng ta dạo một vòng khám phá thành phố, khám phá tình hình bất động sản ở khu vực Vaughan và một dự án Grand Festival cũng rất là hấp dẫn. Quý vị hãy ủng hộ cho Hoàng Anh và Vivian bằng cách like video và giúp Hoàng Anh chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết thông tin này nha. Hoàng Anh xin kính chào quý vị và chúc quý vị nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ. Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.